Đây các bạn, mình có cái cây này nè, trồng ở trong cái bịch này, bỏ vô trong cái ống, giờ tháo ra thử trong đây nó có cái gì, có thể bỏ vô đây được không nha. Đúng rồi. Đây, cái cây thích nhất cái khúc này, cái khúc khổ cây ra cái gì trong đây đây, cái này anh Tư anh làm mà. Mình quấn vô trong cái bầu, vô trong cái chai hay gì trong đây nè. Trời ơi, cứ ngắt luôn. Ôi trời. Cái này có trồng vô đây được các bạn, anh em chế kiểu khác đi. Còn này, còn bên này con tú cái này là hai nè, này nó có cụ thể như thế này, mình có thể mình để đây làm cái tiêu cảnh trong đây nè các bạn. Cái này cũng độc mà. Ha. Mình có thể nè, để em tỉa nó ra coi. Nó rễ vô đây nè, nó quanh vô đây, nó quanh trái xuống. Này cũng lạ ha. Bây giờ cái này mình có thể mình trồng cái chậu cạn đây nữa bạn. Có thể bỏ cái thể này đi. Chi tiêu này ra à. Trên đây mình tỉa ngắn này rồi đó, mình nghiên cứu ra cái này là cái cây này là cây linh hạt nè các bạn, cây linh hạt mấy chiếc rồi nó lai ra lưng này, dài quá trời luôn. Đây các bạn, sau khi mình vô cái chậu xong nè, cái đắp phiêu luôn nha. Thì các bạn thấy cái bộ rễ này nó lạ các bạn, ở chỗ là để mình có thể mình cuộn cái cọng dây cho nó sát hai cái rễ này lại tí nữa cũng được. Bên này nó hơi hở nè, mình gì cũng được các bạn. Đây mình có thể mình phối cái ông tượng mà ngồi đánh cờ ở đây cũng được các bạn, hoặc là mình làm một cái nhà ở đây cũng được các bạn ha. Nhà cái đình gì đó ở đây cũng hay nè, nằm trong góc này ha. Hoặc là có cục đá mình phối vô đây cũng được các bạn, có cục đá ở đây, một đá nó phối về đây cũng được. Thì nói chung là cái này phối đá được. Bây giờ trước mắt là mình trồng dưới đây đắp phiêu, rồi mình tạo cái phần tán các bạn. Cái cành cái cây này thì có thể là mình tạo được cái phần tán nè. Thì các bạn để ý chỗ đây nè, nó có 2-4 cái nhánh tổng cộng các bạn. Thì từ dưới đây lên có một rễ đây, thì mình phải dùng một cái nhánh để làm thân chính các bạn. Từ trong đây mình thấy cái nhánh mà làm thân chính thì các bạn thấy là có 4 nhánh mà làm lấy ra để làm thân chính đó. Đúng ra là cái nhánh này nè nó hay nè ha, nhưng để nó lên thì nó thông đi luôn, nhưng có cái là nó không đủ nhánh để mình uống các bạn, còn thấy không, ít nhánh. Còn cái nhánh này thì nhiều nè, còn cái nhánh này là ngon lành nhất ha, dài ở đây vẫn có nhánh luôn đó. Thành ra mình chọn cái nhánh này để mình làm cái thân chính các bạn ha. Từ đây này lắc này, này. Thì cái cành này có thể mình bỏ các bạn ha, mình cắt bỏ đi. Mình có thể mình dùng cái cành này để mình uống ra đằng sau nó nè đó, uống cái tán đối trồng với cái cành này. Rồi cái cành này các bạn mình có thể mình đưa lên trên để mình lợp theo cành này ha, dự định nó là vậy. Còn ở chỗ đây có thể mình cắt bỏ ha. Thì các bạn thấy là trước mắt thì mình lấy cái cốt đó, các bạn để cái cốt lên đây, lắc lên đây, lắc ra đây ha, lắc ở đây.
Thì các bạn thấy là khi mình lắc nó lên á, thì mình có thể mình dùng cái này để mình tạo cái lợp ở trên đó, và mình lấy cái cành này lên để mình tạo cái đỉnh nó. Nếu mà không được nữa đó, thì là cái này mình tính trước các bạn. Nếu mà không được nữa thì mình có thể mình dựng cái đỉnh đây, cắt bỏ cái cành này luôn các bạn. Đó, cắt bỏ một trong hai cành này ha. Thì bây giờ tức là khi mình chưa uống thì mình nhìn thấy nó vậy, nhưng mà khi mình vô dây mình uống thì nó không biết sao, nhưng mình chắc chắn là cái cành này phải cắt bỏ nè bạn, cành này ha. Đó, thì bây giờ trước mắt là mình cắt bỏ cành này, giờ mình vô dây xong mình lắc đó, mà để mình lắc, để tí nữa mình vô dây xong mình sẽ chia sẻ bằng cái cách mà lắc, có thể mình lượn lên tí rồi mình lắc xuống các bạn. Thì chủ yếu cành dài này nè, mình giữ cành dài này để mình cho nó bay qua cái phần miệng chậu các bạn. Mình đã tính trước rồi ha, trồng một cây một bên đó, cái tán này là tán lớn của cái cúc chính của nó, để nó bay nó lắc lượn nó rớt xuống đây ha, có thể là nó là là nó rớt xuống đây đó. Giờ để mình cắt nhánh này xong mình vô dây mình uống cho bạn xem. Giờ để mình cắt cái nhánh ra trước các bạn. Em cho nó chống ra. Rồi bây giờ để mình vô dây mình uống cái nhánh này. Cắt luôn cái này luôn. Cái này nó cũng thừa nằm đây nè. Đó. Phải nó lên cao cao tí nó có nhánh, lấy cái này lên dựng cái đỉnh thì ngon. Nhưng nó không có rồi. Rồi sau khi mình vô dây vậy các bạn, bây giờ đây mình uống ha. Thì cái này nè, cái co này nè các bạn, nó sẽ là thân chính nè, nhánh nãy mình cắt bỏ rồi ha. Thì mình cho nó lên cao tí các bạn. Đó. Cho nó lên xong nó lượn cho xuống. Đó, thằng nữa mình có thể mình cho nó cái này nó lên cái đỉnh coi nó được không ha. Giờ trước mắt để mình lắc. Mình lắc cái cành mà nó bay xuống đi cái đã. Lắc lượn ha. Rồi mình uống nãy giờ đó, thì các bạn thấy là cái nhánh này nè, đúng ra đó là hồi nãy mình dự định đó, là mình lên ngọn thì mình khỏi lấy cái này hình ngọn ha. Tôi nói là nó được các bạn, nó sau này nó sẽ thành thân chính lên đây ha. Đó, còn cái này là cái cành rớt các bạn, thì cái này sau này là nó thành thân chính, thì để nữa nó có thể nó đâm nhánh nhỏ, nó mình uống nhỏ xíu trên đây thôi là đủ các bạn. Thì còn lại cái nhánh này á là mình tạo tán ở bên đây luôn ha, tạo tán ngắn thôi bạn.
cho nó sát xuống đó. Đó thì các bạn thấy là ở bên đây là không cần dài ha, mình chỉ cần tạo tán ngắn là được. Này nó hơi lớn mà đúng một cái co ở đây là được rồi ha. Tiếp theo thì cái cành này cũng vậy nè, cành này thì mình tạo cái tán bên đây nữa. Lắc cho nó ngắn vào bạn ha. Cái bên đây mình không nên lắc dài đó, lắc cho nó ngắn lại, càng ngắn là tốt ha. Thì đối lên sam thì nó rất là dẻo các bạn ha, mình có thể mình lắc vô tư được. Chân ngắn thôi ha, tạm ổn rồi. Rồi các bạn, sau khi mình lắc lộn từ nãy giờ đó thì xong rồi nè ha. Đó các bạn thấy cành nhánh của mình nó thì mình lắc lộn lên xuống không quậy qua lại lum la ha, để tạo cái dáng tự nhiên của nó các bạn, dáng tự nhiên ngoài thiên nhiên thì các bạn thấy là nó không đi theo chiều nào chứ. Ô, lắc lên lắc xuống tùm lum tùm la cho nó đó. Thì các bạn thấy là ngay từ ban đầu mình đã tính nó rồi ha. Đó thì nó cũng na ná như cái lúc đầu mình tính này, nó cũng không lệch nhiều, tức là cắt vào nhánh này dựng này lên thì tạo tán xuống, thì đây có thể là nó là cành ngọn của nó luôn các bạn, còn ở đây là mình tạo tán luôn ha. Đầu tiên mình dự định là cái này xuống thấp thì mình có thể dựng này lên lợp theo, nhưng mà không cần thiết nữa, này lợp được các bạn, này lợp ha, tạo ra cái cây thiên nhiên. Thì bây giờ á, cái chỗ cái hốc cây này đó bạn, hốc cây này mình nghĩ rất là hay nè ha, thay vì bây giờ cái bộ rễ đều đó, nhưng mà bộ rễ này nó không đều, nó có lỗ rồi nè ha, thì mình thấy cái này nó cũng có cái hay là mình có thể mình để đá hoặc phối tượng. Thì đây mình có hai cái ông tượng các bạn, đây một ông này thì ông đọc sách đó, đây mình để một sách vô ngồi đây, thì ông ngồi đây ông tiên ha, đó ông lão tử gì đó ngồi nghiên cứu kinh sử ha. Đó thì các bạn thấy nó cũng hay nè, thôi mình vừa tổng thể cái cây cho bạn xem ha. Thì tiếp theo là mình có một cái tượng nữa bạn, đây tượng này là tượng Tế Công nữa bạn. Tế Công mà ổng nhậu say rồi hôm nay ổng ngủ à, đó nằm dưới cái tan cây ha, thì mình thấy nó cũng ổn đó bạn. Đó, mình quay tổng thể xa cho các bạn xem ha. Thì nói chung là cái tàn nhánh á, thì các bạn thấy là nó không được đều như ý của mình được, bởi vì mình tận dụng cái cành cũ của nó để mình làm các bạn ha, cành lớn cành nhỏ nó không có được đều lắm, thì mình thấy nó cũng tạm được các bạn. Nếu mà mình tận dụng như thế này thì mình có cây mình chơi luôn đó, chứ còn nếu mà mình cắt giật nữa thì nó thời gian lâu lắm. Bây giờ mình có thể mình tạo cái tán này mình chơi, mình thấy nó cũng ổn rồi ha, mặc dù nó không có được theo cái ý mình lắm bạn, nhưng mà vậy thì mình thấy cũng được rồi đó. Mình sẽ chậm chậm cho bạn xem, thì ở đây ông Tế Công ổng nằm nằm dưới cái tán cây ha, đó một cái tán cây già các bạn ha, tán cây thật là già luôn đó. Thì các bạn thường thường thấy cái tán cây già thì cái phần ngọn của nó nè, phần ngọn của nó như là cành nhánh luôn bạn, chứ không phải là ngọn nữa rồi ha. Đó mặc dù thì cái cốt cành cốt thân của nó thì đi lên gì, nhưng mà chủ đạo nên đi xuống này giống như cái cành rồi đó. Thành ra mình uống cái cây thì mình cứ tưởng tượng là thiên nhiên mình uống các bạn ha, mình tưởng tượng thôi chứ không có nói là cái đó là cái cành, cái đó là cái nhánh gì đâu. Cái khi mà cây nó già rồi là các bạn thấy là không biết cái phần ngọn nó là ở đâu luôn đó, nó là vậy ha. Thì mình hôm nay mình chia sẻ các bạn là một cái cách uống nữa đó. Thì cái cách uống cây nó nhiều lắm bạn ha, có cái thì mình uống ngắn, có cái mình uống dài, có cái thì uống tạo nguyên bộ tán thiên nhiên ha. Đó, còn có cái thì mình uống đổ. Thì lúc bây giờ các bạn cứ nói là mình uống đổ hoài à, đó thì cái bữa nay không uống đổ nữa bạn nha, nhưng mà mình dựa cái
cái cây này dựa vô nhiều cái nguyên cái yếu tố lắm ha, đổ cũng có nè, bay cũng có nè, rồi trực cũng có luôn các bạn ha. Thành ra là mình kết hợp mấy cái thì nó mới ra cái thiên nhiên được. Cái này quan trọng các bạn, mình làm sao mà cho nó giống ngoài tự nhiên là được ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây, mình mong thông qua video của mình thì các bạn có thể sáng kiến ha. Đó, các bạn dùng cái video của mình để mà tham khảo, rồi mình sáng chế ra cái cây của mình nhà đó các bạn ha. Mình có cái cây mình nuôi, đây này là nuôi từ cái rễ đó các bạn, nuôi từ cái cây con mà tạo con rễ nè. Trong cái bầu cây này nói chung là anh Tư anh làm các bạn, nó anh cục ở trong cái chai đó. Anh Tư cái lạ đó, anh cục vô cái chai, anh nghiên cứu ra bầu rễ như thế này, thành ra bầu rễ nó không đều, nó lạ. Các bạn thấy là cái đều thì nó cũng ngon lắm, mà cái lạ nè các bạn, ở đây đó, nó không đều, nhưng nó được cái lạ ở chỗ là nó có một bên trống như thế này nè, em có thể mình phối tượng các bạn ha. Đó, tìm thấy cũng ngon đó. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.